Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Anh Đức Trí chọn bài Nắng Có Còn Xuân thể hiện cùng với Yellow Star Big Band. Đây là một tác phẩm mà anh Trí dàn dựng rất là công phu về cả mặt hình ảnh lẫn về mặt âm nhạc. Chúng ta đều biết rằng là tất cả 4 ban nhạc mà có mặt trong đêm chung kết này đều là tuyệt vời. Và tôi vẫn chúc cho Yellow Star Big Band của tôi mãi mãi có một cái tinh thần sắt thép như thế và sẽ luôn luôn đạt được những cái thành công trong những cái dự định tương lai. Chúng em cảm thấy rất may mắn khi đã được cùng làm việc với anh và bọn em cảm thấy sự lựa chọn của chúng em rất đúng. Chúng em cảm ơn anh rất nhiều. 2, 3, Đức Trí!
về xa anh. Biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em, vương trên môi em, vương trên môi em đó. Thưa quý vị và tất cả các bạn, Yellow Star Big Band và Đức Chi. Rất tuyệt vời. Bây giờ xin mời các anh chị ngồi xuống. Ngồi chỗ này thích hơn đứng trên đấy. Đầu tiên là tôi hỏi chị Phương Nguyên, chị thấy thế nào? Gần cái đền nhà tôi nó là hay có lên đồng á. Tôi biết là chỉ có cái nghề mới mà mấy mốt tôi mời về đó đánh trống cho mọi người lên đồng. Cho điểm trước nha. Bởi vì đây là thí sinh mà. Đúng rồi. Và mình là huấn luyện viên, đúng, là giám khảo, mình cho điểm đi. Trước nha. Mình cho phải cho nghiêm nha. Nghiêm chứ. Cho thí sinh Đức Trí 10 điểm. Yeah. Còn nhận xét thì thế nào anh Nguyễn Hải Phong? Phần đánh trống chưa ổn lắm, chỉ xuất sắc thôi. Chỉ xuất sắc thôi. Thấy Trí hát thì ít mà là duyên làm dáng rất là đúng. Nhiều. Người ta nói nếu mà mình hát dở thì nên để ý đến dầu mỡ. Tôi không biết là mọi người có để ý không, là thí sinh này cái phần hát á, nhìn rất là thương ha. Cái miệng bạn tôi rất là điệu, rất là nhiều anh. Làm lại cơ Chí. Và em tôi, tâm hải liệt tôi, long linh giọt sương trắng trong vời vợi. Bao nhiêu cô gái đổ cũng vì cái miệng của Chí á. À, tôi chết rồi. Khi nói đến điều này là rất nhiều các nhà báo cười và vỗ tay kia kìa. Hôm nay có lẽ là tôi phải bày tỏ một điều thầm kín từ cái năm 1996. Tôi đã được cầm tay anh Đức Chí một lần trong đời. Wow. Hôm đấy chị kể lại đi. Tôi thu một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tôi mãi không hát được. Và anh ấy cầm tay tôi bằng một bàn tay rất ấm áp và anh nói là phải hát như này là tôi hát được luôn. Cái đó là chiêu của Chí đúng không Chí? Mình chơi nhau 20 mấy năm, mấy cái chiêu này tôi thấy hết, tôi chứng kiến qua hết. Tôi chưa nói cho chị sĩ nào cũng cầm tay nó để anh chị em hát. Nhưng mà hôm nay tôi gác anh Đức Chí sang một bên. Tôi muốn dành tình cảm ngược trở lại cho ca sĩ và brass band của chúng ta. Các bạn đã trở lại và lại lợi hại như cũ, thậm chí là còn hơn. Kết thúc chương trình để tay như thế này. Đây là anh Chí. Đó. Như này là yêu. Và chỉ có hai yêu, có hai trái tim. Có một phần trình diễn phải nói là đáng yêu hết sức, làm chị phải tỏ tình trở lại với anh Chí. Hồi đấy chị cũng thầm thương trộm nhớ bất bà lâu. Ơi, hai người mà mấy đứa con đâu có lúc đó. Con em chưa có chồng đề cái chân hết rồi. Trời ơi, anh Chí, anh làm chứng cho em. Lúc đó là cô đang thất tình. Vì Chí đang có một người khác nên là Mỹ Linh không có dám tiến tới, chứ không là tình hình bây giờ là bản đồ đã được sắp xếp lại á. Cái lý do mà tôi đã ít nhận lời lên TV là vậy đó. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.